cái Tết cổ truyền dân tộc đã cận kề và những màu sắc của Tết đang dần ngập tràn trên đường phố. Nếu được hỏi, có thể tìm kiếm những sắc màu ấy ở đâu? Thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các loại cây trồng đã và đang được đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu chơi Tết. Bên cạnh những loại cây quen thuộc, năm nay thị trường xuất hiện nhiều loại cây cảnh mới và nhiều cách thức chơi cây mới, độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Làng Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, vốn nổi tiếng với cây quất truyền thống. Năm nay, phục vụ nhu cầu chơi Tết Canh Tí 2020, nhiều nhà vườn tại làng quất Tứ Liên đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng, trồng từng cây quất bonsai trên những chiếc chậu hình con chuột vô cùng độc đáo. Để có những chậu quất vừa sinh, trổ ra từ những túi vàng của những chú chuột như thế này, các nhà vườn đã phải trồng quất trong chậu ngay từ khi cây còn bé, bởi nếu cây to, sẽ khó cho vào chậu và phát triển kém hơn. Thời gian chăm sóc cây sẽ kéo dài khoảng 1 năm. Cũng là cây quất, tại huyện Văn Giang, Hưng Yên, nhiều nhà vườn khéo léo uốn trái quất thành hình hồ lô. Theo một chủ nhà vườn, quá trình chăm sóc và tạo hình quả hồ lô không giống như những cây bình thường. Người trồng phải nắm được thời gian phù hợp để thắt quả lại thì mới có tạo hình đẹp, không bị méo mó. Thành quả là những cây quất bonsai vô cùng thú vị với những trái quất ngộ nghĩnh là biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng. Cũng tại Văn Giang, Hưng Yên, với ý nghĩ táo bạo khi thử nghiệm ghép cây chanh đào vào gốc cần thăng cổ thụ, anh Hoàng Đình Chính đã cho ra đời chậu chanh đào cần thăng bonsai mang thương hiệu của riêng mình. Để có được một chậu chanh đào ghép cần thăng như thế này, người nghệ nhân đã tỉ mỉ vận dụng sự khéo léo, sáng tạo của mình mới có thể cho ra cây để phục vụ người chơi. Ngoài ra, năm nay đu đủ cũng trở thành một loại cây chơi Tết. Theo anh Hoàng Đình Chính, một chủ vườn ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, đu đủ thể hiện một cuộc sống đầy đủ, bền vững, không thừa cũng không thiếu. Chính vì vậy, những năm gần đây, nhiều người tìm mua đu đủ bonsai về để trưng nhà hoặc đem làm quà biếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, việc trồng cây, tạo tán, tạo thế cho mặt hàng này rất khó khăn, rủi ro cao nên không nhiều hộ trồng thành công loại cây này. Nhìn những hình ảnh xum xuê của những trái đu đủ hay sự ngộ nghĩnh của trái quất, người ta không khỏi trầm trồ trước sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của người thợ làm vườn. Họ đã và đang góp phần làm nên ngày Tết cổ truyền dân tộc rực rỡ nhiều màu sắc.